Beida với lại chiến thần Asina, thì trận này BG Beida phục thù Asina. Nói chung là chiến thần khi mà qua câu mực là chiến thần hơi gãy. Khi mà qua câu mực là chiến thần hơi gãy. Chiến thần khi mà qua qua câu mực thì không thấy chiến thần mà áp đảo nữa, chiến thần bị gãy khá là nhiều. Mấy tuần nay là chiến thần bị gãy nhiều quá. À chiến thần á. Thì lịch sử của ông này là đánh thắng Bảy Đa lại đánh thắng Ginh á, đánh thắng Bảy Đa lại đánh thắng Ginh trong cái thời kỳ thời đại cơ bơm đó. Tại vì bao tại vì không biết giấu thì tôi muốn đọc đâu, tôi đọc ở dưới tủ lạnh có bánh kem á của anh Cớm, sinh nhật anh Cớm á, lấy ăn đi. À, mọi người đi uống sinh tố về trước á, anh ngồi đây anh like, nếu anh không thôi anh cũng đi uống sinh tố với mọi người rồi. Buồn ghê luôn. Ờ thì uống cái quán sinh tố về đây nè, đi xuống chỗ ngay chỗ bán xe đạp điện á. Ờ Ken vô lại rồi. Mới đi uống cà phê với bạn đó. Không, sinh nhật ở trong đây mọi người trong chợ ngồi ngồi nướng bắp với lại nướng nướng trứng đồ ăn thôi chứ chứ còn gì đâu mà nhậu nhẹt gì không? Trong đây tụi tôi ở chợ mà sống văn minh mà chứ nhậu nhẹt gì. Không đâu, không có định hướng samurai đâu, định hướng samurai làm gì? Tự nhiên định hướng samurai cho mấy ông không có samurai để mấy ông khỏi quay samurai luôn, quay cho hụt samurai hết đi chứ tự nhiên định hướng samurai. Tháng sau định hướng Garu nha. Mấy ông nói như mấy ông tháng nào ra tướng hôm đó định hướng gì, gần ra con Flash thì Flash nó sẽ định hướng Flash à. Gần ra Garu nó sẽ định hướng Garu à, ở đâu ra vậy mấy ông mơ đi mấy ông ơi, mù quýt. Làm gì cái câu chuyện mà định hướng con nào ra con đó, bây giờ chẳng lẽ ra định hướng con Flash thì ra con Flash SSR cộng thì sẽ định hướng con Flash SSR thường à. Làm gì có chuyện đó, game nó không ngu đâu mấy ông. Làm gì có cái câu chuyện mà khi ra con nào định hướng con đó. Mời. Sam 1 á, mọi người đi nói Sam 1 á em, định hướng Sam 1 á. Không em hôm nay nếu mà dư thời gian ngày ngồi chơi ai là triệu phú giải trí thôi chứ còn liên quân thì chắc tuần sau, một ngày nào đó trong tuần sau. Bây giờ chúng ta sẽ có chuyên mục là mỗi buổi tối thì sẽ khi mà quýnh quyết đấu cân bằng sau là sẽ có một cái game khác nhau mọi người chơi chung với nhau. Một là chơi cờ tỷ phú, hai là chơi bắn dịch, ba là cá lú nó có bé, bốn là liên quân, năm là cái game nào đó mà mấy anh em chơi tôi sẽ tải vợ thú về chơi luôn. Sam 1 bây giờ server mới sao ta có em, server mới làm gì có được con Sam 1. Chiến thần gãy rồi, đội hình chiến thần không có gì đặc biệt lắm. Thấy không mấy ông để ý nha. Mấy ông để ý nha là khi mà trận của ném Ayuri á. Mấy ông muốn để ý đi, Ayuri đội hình rất là trâu nha. Đội hình Ayuri rất là trâu nhưng mấy ti được chiến thấp hơn mấy ông này nhưng mà cái kiểu quýnh đó cái đội hình Ayuri ti mà được chiến thấp á. Nhưng mà quýnh vô kiểu không biết là ông biêu kháng hay là biêu gì nhưng mà rất là trâu hơn mấy ông này nha. Ví dụ như quýnh ông này tới cũng cỡ râu 5 râu 6 là đội hình ngã rã hết rồi. Mà trong cái đó quýnh ông Ayuri á, đội hình của Ayuri quýnh rất là khó chịu nha. Nếu mà đi phân tích sâu vô nó sẽ có nhiều cái để so sánh á. Tôi không biết nha mấy con tướng vía đỏ có định hướng hay không nha. Chứ riêng á nha, riêng những con tướng mà quay bằng vía đen á, riêng những con tướng mà quay bằng vía đen á, mấy ông đừng có mơ có định hướng nha, xem vào chung nó không có nha, xem vào si nó cũng không có đâu, mấy ông đừng có mơ Việt Nam mà định hướng.
Mấy con tướng vía đỏ thì tôi không biết nha, hơn xui ra thì ra tôi không có biết ra hay không nha. Nhưng riêng những con tướng vía đen á, riêng những con tướng vía đen nha, mà quay á, từ SSR thường đến SSR cộng á, không bao giờ có chuyện định hướng đâu. Còn riêng con Sam nó vía đỏ thì nó thích thì nó ra, còn nó không ra thì tôi không biết nha. Chứ còn mấy con mà tướng SSR mà quay bằng vía đen á, mời đời nào mà nó cho mấy ông quay định hướng đâu. Không có câu chuyện ở đâu. Con Sam quay bằng vía đỏ hên xui thì nó cho. Ok boy, về đi em. Mấy em này quýnh tới tên 4, tên 5 là thấy bên nào thắng bên nào thua rồi. Cái còn riêng trận ông Mayuri là mấy tuần nay luôn, 3 tuần. Tôi coi ông Mayuri 3 tuần nay rồi. Ông quýnh lúc nào cũng tên ít nhất là tên 8, tên 9 mới xong. Có hôm quýnh tới tên thứ 10 luôn mới xong. Sao anh Ngọc? Chơi gì vậy? Có, trời Vinh Speed mà không chơi. Trời Vinh Speed Audition với lại Gunny mà sao không chơi được bộ ba game của Vinh mà. Audition nè, Vinh Speed nè. Rồi với lại cái gì mà Gunny nè, ba game của Vinh nè, sư ba game đó là nổi tiếng rồi phòng net luôn mà sao mà không chơi được. Bây giờ nó chơi, nó ra trên chơi trên điện thoại, có thể chơi trên điện thoại luôn mà. Vinh Speed có trên điện thoại luôn mà, game cũng có Vinh luôn á. Nếu quay định hướng thì Go Kid FF Hero đâu quay được. Đúng rồi, được, bên CVC nó cũng vậy đó. Thì anh mới nói làm gì có cái câu chuyện mà mấy con tướng đó nó đâu làm gì cho quay. Mấy con tướng SR thường mà bằng vía đen nó không có cho quay định hướng đâu. Làm gì dễ ăn vậy? Nè, Lộc có chơi trên CVC, Lộc biết nè, Lộc thấy nào cũng quay nè, được, nhưng Lộc quay Goket nè, nó có định hướng Goket méo đâu. May ra con tăng tớp nó còn cho quay định hướng. Nè, Lộc là nó quay 4 con bên CVC, 3 hay 4 con gì bên CVC nè, mấy ông hỏi Lộc nè, Lộc có chơi bên CVC nè. Nó chơi từ đầu cho nó lúc mà nó quay từ lúc con Goket cho tới bây giờ con tháng sau nó quay con Deep Skin, đâu tháng sau nó quay con DK đó, mấy ông hỏi Lộc nè. Có định hướng méo đâu. Hôm bữa quay con Skin hình như cũng không định hướng Skin. Chứ giờ em không có con SSR cộng mà lấy, em không có con SSR lấy gì mới đăng SSR cộng. Bên server nào cũng vậy chứ cần gì bên server Việt Nam. Chỉ có server Nhật á, server Nhật là server đặc biệt thôi. Server Nhật là nó không cần phối tướng thôi, còn mấy lại server khác là nó cần phối tướng hết. Yếu server Nhật nó khác với server Việt Nam là nó không cần phôi tướng thôi. Ui bảy đà tí thua à. Ui bảy đà xém thua luôn này mấy ông. Mày bảy đà xém thua luôn nè mấy ông ơi. Mấy ông coi này, trận này bảy đà xém thua luôn nè. Vãi nồi vậy. Kinh của Masina yếu quá thôi nha. Kinh này trận này bảy đà xém thua à. Vãi nồi vậy. Ôi trận này bảy đa xém thua luôn à, quýnh nó vòng thứ 9 luôn à. Ôi hên ghê luôn, trận này mà hai máy bay mà đam to, hai cái máy bay này mà gặp máy bay của Mayuri là ông bắn gãy ông BG bảy đa rồi. Vãi nồi à.